Đây là Minoan. Vâng, bên kia 200. Bên mình Minfo. Vâng, bên mình Minfo, bên kia là 200. Quân là cân chặt chặt. Cân chặt chặt trận này. Trận này bên mình mà có vòng Minoan máy được cung thì là tuyệt vời. Đây rồi, bãi quả chính của game thủ đây là bãi quả đầu, bãi quả 7 cây. Xin chúc mừng tất cả đại đặt thất ở trong lượt qua này. Và hơi đen một chút là bàn đủ thất không vào. Một trận đấu nữa chúng ta lại xem chip bò. Trận này nhiều khả năng em sẽ anh trẻ. Ông bệnh. Đâu nhỉ? Mày đăng nhập vào rồi à? Anh đang nghiệp nick anh rồi chứ. Không có tiền mất có mấy chục với hai chục thầu thế là cầm lại vô đi cầm lại vô đi chúng ta quay trở lại với bài phô này. Em đánh gì đấy chị bò ấy? À, cung á. Ồ, thế nhiệm này là chị bò đánh cung chứ không phải Minoan. Cũng được, chúng ta cùng xem hành máy của mình và Minoan. Vâng, bởi Minoan một trong những quân đánh cung A nó nguy hiểm nhất. Còn nếu như lên được nó sẽ rất là bá, còn nếu nó mà không lên thành công thì vâng, sẽ rất là yếu. Đây rồi, bài không có đồ về dành cho chị mệnh. Nếu bù lại thì có một chiếc vâng của anh chung một cái mega đặt luôn không nói nhiều rồi bài này không lên sớm rồi cả đánh nhiều giận bài này anh đánh gì em ơi đây em ba anh chỉ cho map này map thắng nhưng mà map khó nhà này siêu con mẹ đẹp siêu đẹp đấy thằng này thì lên siêu quận này thằng này thằng cô thằng thằng này sao vậy thằng này siêu xấu đấy, quan hệ thằng này đi xong rồi cô hai thằng phát hiện bài đánh này, nên chúc em cùng siêu xấu nhảy được. Nhưng mà bài em lên giường đấy được trước anh với đánh thắng bài này. Vâng, nhận đồng tên nhớ mát đi thôi. Vâng, chỉ cho chị boy cũng như là vâng, truy bệnh có thể thi đấu trận đấu này. Trận đấu này tôi nhớ rồi, 1-8 tiểu long nhà siêu đẹp.
Trận đó tôi nhớ rằng tôi bên O1 thi đấu và tôi cầm cái quân, vâng, cái quân màu 6 này. Vâng, vô thường lên xong rồi. Ô, tôi nhớ đợt trước thì ông Linda thi đấu màu 5 này lên muộn lắm mà. Trận này vô thường lên sớm thế nhỉ. Vâng, nhà màu 8 là nhà siêu đẹp đấy. Trận trước thì thắng, sau tôi lọt ảo thì sát mẹ đồ giữa hai nhà. Nó có cái khe cực nhỏ thôi mà lọt được. Cái trận đấu này sẽ như thế nào? Một trận đánh hơi nhiều dân của Minh Hoàng, 26 dân. Trận đấu này bên mình nhà phô xấu lắm, tôi nhớ rồi, nhà phô không có nhiều rừng. Đây là phô nền sang của chị Boy. Vâng, Samurai lên đời, hai nhà với họ đều lên đời. Bên mình thì chưa ai lên. Đấy, tôi biết ngay mà nhà của chị Boy xấu rừng lắm. Đây là bài truy mệnh. Có bảo truy mệnh vào trong nhà đóng lờ không vào. Lúc đầu mà không vào rồi sau không vào đâu, nhà đẹp lắm, mắc binh luôn. Nó bắt đầu đào vàng đấy. Cái thời vào cái trận đấy tôi cũng đào vàng ở trên góc 12 giờ. Hoặc là em phải công ca sớm may ra thì vào được. Không có tê luôn rồi. Trận lên đường rất sớm của liên thủ Tiểu Bạch Long. Tê chuẩn bị ra. Chơi một tê luôn, vòng màu 5 chọc chéo cánh luôn. Trận đấu ấy tôi cũng bị chọc chéo cánh. Vòng một tê một giò rất khó chịu. Đang quán kin con tê. Vòng tôi có thành công không? Ăn được con tê thì là có một cưỡng hợp tươi. Bỏ mạng lên 5 con nông dân. Ông này nhìn như này giống em. Vâng, lạc đà có đến từ vô thường. Như vậy là hai giò đổi cho nhau. Vâng, họ giò chỗ này thì đáng đánh xe. Một p không. Không, như vậy là bị phát hiện. Vâng, con lạc đà không có giáp. Sụp luôn. Không, không phải ăn kịp. Ôi dạ. Giết nó. Vô thường đánh 1L thôi. Trận đấu trước thì tôi nhớ tôi đánh Vigani và Linda. Và anh Linda trận đấy thì lên đời là muộn nhất bản đồ. Sau đó thì anh cực yếu, anh chả làm được cái gì cả. Không phải sao trận này vô thường lại làm tốt như vậy. 5A bàn này đánh dành cho chi bò. Trận đấy thì cái trận trước mà tôi đánh thì ông đập luôn, chưa giáp đâu. Chưa giáp này mà đập luôn được. Thôi được rồi. Đấy, cùng giờ bắt đầu ra 4 con. Và Vũ Thường đánh bài 2L rất khỏe. Mày máy truy mệnh, truy mệnh cần phải làm gì ông 18 đi. 18 bài đẹp lắm, khỏi đèn đèn đẹp vừa. Vâng, BL thứ 2. Con hoàng bầy yêu này. Chị bòi đang rất vất vả với những con lạc đà của mùa năm. Mùa năm trận đánh tốt quá. Lần trước quên mất ông Linda, ông cầm. Nó sẽ yếu như vậy. Trận mùa năm siêu khỏe. Như vậy, hôm nay hai. Cố gắng thủ trước những con cung đờ của anh Tiểu Bạch Long. Vâng, điều cung đờ. À, điều lạc đà. 10 con cung đờ đối đầu với 6 con lạc đà. Vâng, cố gắng ra 2L, cầm chân 18. Từ phút nào thì hay phút đấy. Chị Boy phải làm những điều gì đi. Rồi một tên bắn vào nhà của mùa năm rất hay. Ui dồi, là cả đổi thê. Tên này có chơi được không đây? Tham 37. Mà đánh máy bên này. Chị bệnh tham 22. Vâng, tham vẫn là 39 nhưng mà thế trận đang dần dần khó thành bên mình.
Mùng 8 sẽ rất khỏe, đấy là mùng 8 chưa chết con dân nào. 29 chạy cả bãi vàng trên 12 giờ rồi. Đồn hoàn cũng đã hết. Bây giờ sẽ phải làm thế nào đây? Vâng, 8 vào thẳng nhà BA của Hello Chibor. Chibor cần phải đỡ trong khu tơ này. Rất đông đấy. Tham lại là 4x. 44 trên 8. Vâng, pha vậy ạ. Không được. Mất 7 ruộng. Giữ lại được 2 cái ruộng dành cho mình. Và môi trường quấy là rất khó chịu. Môi thường chỉ mất vẫy vàng thôi, bây giờ anh quay sang chuyển sang đánh con sóc đơn. Gỗ của Chihuahua bắt đầu tù dần. Chihuahua có lẽ cần lên chắn thứ 2 đi. Chihuahua gặp. Rồi. Giáp 4 trước. Gặp cung kìa. Rất đông. Nam Chibor là 5-2. Nhưng đây là một trận khó. Giáp 4 chưa lên xong. Và là đáng chém cung rồi là rất đông. Đấu cái này mình lỗ rồi. Khó. Tỷ số được rút ngắn xuống còn không, như vậy là tỷ số là 1-1 thôi, không rút ngắn gì cả. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo.